Con trai ruột nghệ sĩ Hoài Linh ở Mỹ, soái ca độc thân làm việc cho American Airlines, bỏ ra 1,3 tỷ mỗi năm mua vé máy bay đi du lịch. Tạm rời ra showbiz, nghệ sĩ Hoài Linh đang có cuộc sống khá giản dị ở đền thờ tổ 100 tỷ đồng bên cạnh những người cộng sự thân thiết là những người có đời tư kín tiếng. Ít ai biết được, nghệ sĩ Hoài Linh có cậu con trai ruột hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Được biết, con trai của nghệ sĩ Hoài Linh là tên Võ Lê Thành Vinh, sinh năm 1990. Anh sống với gia đình ở Đồng Nai từ nhỏ đến khi học hết cấp 3. Năm 2009, Thành Vinh sang Mỹ định cư. Thỉnh thoảng, nghệ sĩ Hoài Linh sẽ sang nước ngoài lưu diễn và thăm con. Đáng nói, thông tin về profile và cuộc sống của anh không khiến nhiều công chúng bất ngờ. Hiện tại, Thành Vinh đã tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học kỹ sư cơ khí ở Mỹ. Bất ngờ hơn cả, được biết sau khi tốt nghiệp, anh xuất sắc vượt qua hàng ngàn người để đầu quân tại hãng hàng không quốc gia American Airlines. Công việc của Thành Vinh là giám sát, bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay theo đúng chuẩn các quy định hành hàng không. Công việc của Thành Vinh là giám sát bảo quản quá trình bảo dưỡng máy bay theo đúng chuẩn các quy định của ngành hàng không Mỹ. Không ngoa khi nói rằng con trai nghệ sĩ Hoài Linh đang có cuộc sống sung túc, công việc bao người mơ ước ở Mỹ. Không chỉ vậy, Thành Vinh còn khiến công chúa thích thú khi sở hữu khuôn mặt điển trai, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng. Bên cạnh một công việc chính tại hãng hàng không, Thành Vinh còn có riêng cho mình một studio cưới để thỏa mãn đam mê quay phim, chụp ảnh của bản thân. Năm 2014, trong một chuyến lưu diễn, lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ với công chúng về người con trai cả tên Võ Lê Thành Vinh. Năm 2009, anh sang Mỹ định cư, Thành Vinh theo học và tốt nghiệp bằng cử nhân khoa học kỹ sư cơ khí. Anh khiến bao người ngưỡng mộ khi làm việc tại hãng hàng không quốc gia American Airlines. Dù có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng con trai Hoài Linh không có ý định lấn sân vào showbiz. Lần duy nhất Thành Vinh xuất hiện trên sóng truyền hình, tham gia chương trình Nhanh Như Chớp năm 2019. Hiếm hoi lộ diện, nhưng con trai danh hài nổi tiếng vì biết được khán giả yêu quý vì rất đa tài, hiền lành và thân thiện. Thành Vinh là một người rất đam mê du lịch. Anh có một kênh YouTube về du lịch với hơn 21.000 người đăng ký theo dõi. Nói về sở thích này, Thành Vinh từng chia sẻ trong một năm đi du lịch tới 30 lần. Riêng năm 2019, anh đã được American Airlines chi trả tiền vé máy bay đi du lịch lên tới 56.000 USD, khoảng 1,3 tỷ đồng. Thành Vinh có cuộc sống khá dạ, làm việc hết sức và cũng hưởng thụ hết mình ở Mỹ. Anh chính là niềm tự hào của nghệ sĩ Hoài Linh. Về chuyện tình cảm, Thành Vinh vẫn còn độc thân vui tính ở tuổi 31. Con trai nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ, tôi từng trải qua nhiều mối tình, nếm trải đủ mọi cảm xúc. Vui, hạnh phúc cũng có, buồn, đau khổ cũng có, nhưng bản thân tôi luôn tâm niệm mọi thứ tùy duyên. Khi có duyên gặp nhau, hợp nhau và muốn ở bên lâu dài thì mình tiến xa hơn nữa. Cái gì đến cũng sẽ đến, khi nào mình rung động hoặc tìm được một người thực sự muốn ở bên cạnh mình thì lúc đó cũng đâu có muộn đâu.